chào một ngày mới. Cặp sách đến trường, chia sẻ bon bon mà thì trong non. Ngày đầu đến lớp, nhìn ai cũng lạ. Là sao? Mình làm quen nhá. A friend cái nào? Ok. Thời mình ngô nghê trôi qua nhanh ghê. Một năm hai luôn say mê. Kề vai cùng nhau ta lớn thêm một chút. Rồi ngày mai ta sẽ tung cánh bay đi đến nơi thật tuyệt vời. Để nắm bắt bao nhiêu mơ ước ta xây đắp bao lâu nay. Dù như thế nhưng mong ta sẽ mãi luôn khắc ghi một điều là khoảnh khắc hôm nay với giai điệu này cùng kể nên câu chuyện của chúng ta. Dân nói vậy, học hành không có lo. Để thì là suốt ngày thầy ngộ cái ha, hey. Nhưng mà yêu ha. Rồi lại năm cuối lên lớp ít dần, mỗi lần họp lớp lại nghe như này. Học kỳ này tổ chức sự kiện ở hội trường C, mọi đứa đóng 2 triệu. Trời đất ơi, bữa nay có 1 triệu rưỡi rồi, bây giờ lên 2 triệu hả? Ghê, cũng có gì thôi nhưng mà không có tôn trọng chưa? Không có tiền ăn sống luôn đấy mày. Không có tiền ăn sống luôn đấy mày. Thì đôi lúc không xe cai va, cùng nâng đi ta lên nhà. Ôm nhau mình không sợ cái gì không qua. Rồi ngày mai ta sẽ tung cánh bay đi đến nơi thật tuyệt vời. Để nắm bắt bao nhiêu mơ ước ta xây đắp bao lâu nay. Dù như thế nhưng mong ta sẽ mãi luôn khắc ghi một điều là khắc hôm nay với giai điệu này cùng kể nên câu chuyện của chúng ta. Quậy lắm, quá quậy.